Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm dưa củ kiệu nhé, trắng giòn chua ngọt. Để được lâu thì các bạn chuẩn bị cho mình củ kiệu này, để mình đây nhé, mình dùng nửa cân củ kiệu. Bây giờ mình sẽ làm sạch và mình ngâm trong nước muối nhé. Các bạn cho mình một tô nước và mình cho muối vào, mình sẽ hòa tan cái hỗn hợp muối này để cho nó tan ra nước, để mình ngâm củ kiệu vào cho nó sạch nhé. Và để củ kiệu mình làm không bị cay ấy, các bạn ạ, thì mình sẽ cho vào trong ấy luôn. Nếu mà mình mà cắt củ kiệu như này mình để bên ngoài nhé, sau đó thì mình ngâm vào cũng được, nhưng mà nó sẽ bị cay ấy, thì các bạn có thể là mình cho cả luôn và sau mình làm cho sạch ấy thì nó không bị cay mắt, mình ngâm trong chậu nước này luôn. Đây là cách mà khi chúng ta làm hành hay là gọi là củ kiệu hành tây cũng vậy thôi, nó sẽ không bị cay nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi vớt lại sạch sẽ và rửa lại các bạn nhé. Bây giờ các bạn lại cho mình một tô nước nữa và mình ngâm củ kiệu nhé. Các bạn ngâm củ kiệu cho mình qua đêm hoặc là từ sáng đến tối cũng được nhé. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn sau. Sau khi các bạn ngâm cho mình được 6 đến 8 giờ cũng được, từ sáng đến tối cũng được nhé, thì các bạn sẽ vớt củ kiệu này ra cho mình để mình sẽ làm trắng củ kiệu nữa bằng một lần nữa nhé. Thì với các cụ ngày xưa thì làm trắng củ kiệu này bằng tro ấy các bạn ạ, tro của khi chúng ta đốt rơm rạ ấy. Nhưng mà bây giờ mình không có tro thì mình sẽ dùng bằng bột mì nhé. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ cho bột mì vào củ kiệu này. Mình làm một lớp áo thôi.
Bằng cách này thì củ kiệu nó sẽ trắng. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm sạch kia và hết cái phần bột mì bám ở bên ngoài của kẹo các bạn nhé. Bây giờ các bạn sẽ đem đi phơi cái củ kẹo này cho mình cho nó sạch nhé. À, cho nó khô ráo đi, héo đi. Hoặc là các bạn phơi phơi khoảng 1 ngày là cho nó héo đi là được. Đây, sau khi mình đem phơi được 1 ngày này, củ kẹo đã héo như này rồi các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ cho nước và để muối nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái muỗng thủy tinh nhé, sạch, và các bạn tráng nước sôi và để khô nhé. Các bạn cho mình một cái tô này, mình sẽ cho vào đây đường, muối và giấm để mình muối nhé. Mình cho khoảng 3 thìa này đường các bạn ạ, 3 thìa canh đường nhé. Muối, các bạn cho mình 2 thìa canh muối. Và giấm nữa. Nếu mà các bạn không muốn cho giấm ấy, thì cho giấm thì sẽ nhanh được ăn hơn nhé. Mình cho 3 thìa giấm. Và bây giờ mình sẽ cho phần nước lọc. Bạn hòa tan cái hỗn hợp này lên cho mình. Sau đó các bạn sẽ cho mình phần nước ấm vào nhé. Bây giờ mình sẽ cho củ kiệu vào cái bình thủy tinh này nhé. Đây các bạn, mình đã cho vào rồi. Và các bạn sẽ cho bát nước mình để muối nhé. Phần cặn này các bạn chất đi cho mình. Đây, phần củ kiệu mình để cho nó ngập nhé. Và nhớ là cái nước muối này chỉ ấm tay thôi các bạn ạ, thì nó mới không bị ấy. Và chúng ta sẽ cho vào đây một cái túi bóng nước để nó giữ cho củ kiệu không bị nổi lên nhé. Rồi các bạn đậy kín lại cho mình và để từ 1 tuần đến 10 ngày thì có thể dùng được. Như là củ kiệu sẽ chua, ngọt và ngon. Đây các bạn, sau khi mình để dưa củ kiệu được 1 tuần nhá, bây giờ mình sẽ lấy ra để mình ăn. Đấy. Khi mình để 1 tuần đấy mà đây các bạn, dưa nó đã vàng như này là được rồi. Mình sẽ vớt cái nước này ra. Đấy. Rất ngon này. Mùi thơm của dưa chua rồi. Rất trắng nhá. Bây giờ mình vớt ra đĩa là có thể thưởng thức thôi. Sau khi mình vớt củ kiệu ra nhé, các bạn thấy cái nước ở trong cái hũ dưa của mình này, nó rất là nó đục nhưng mà không có màng, tức là dưa củ kiệu như này là rất ngon nhé. Các bạn có thể làm cho gia đình nhà mình thưởng thức, nhất là khi ngày Tết thì chúng ta có thể ăn với bánh chưng. Các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong đây là một đĩa dưa củ kiệu trắng giòn và ngon như thế này. Các bạn có thể làm để mình ăn với bánh chưng ngày Tết. Ngày Tết thì thường có món này, thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh, tức là giò mỡ đấy các bạn ạ. Mình ăn với dưa hành này, bánh chưng này, là một trong những món ăn truyền thống của Việt Nam ta. Rất đơn giản, các bạn chỉ cần có mỗi củ kiệu này, muối này, đường này, và mình muối trong vòng 1 tuần thôi là các bạn có thể ăn được rồi. Nhớ là củ kiệu các bạn rửa và mình phơi nó ráo nước đi, hoặc là nó xe mặt đi, thì là mình muối nó sẽ không có một chút màng nào nhé. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình để xem những video mới nhất của mình nhé.